Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắc Nguyễn Tuấn Hà đã ký văn bản số 8991 về việc triển khai ngăn chặn tình trạng sử dụng điện, chất độc, chất nổ, nghề và ngư cụ cấm để khai thác thủy sản gửi đến Sở ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố với nội dung: thời gian qua công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số thành quả nhất định tuy nhiên hiện nay tình trạng người dân sử dụng ngư cụ nghề khai thác có tính hủy diệt tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản vẫn còn diễn ra tại một số thủy vực do đó để ngăn chặn tình trạng sử dụng chất hóa chất cấm chất độc chất nổ sung điện dòng điện phương pháp phương tiện ngư cụ nghề khai thác có tính hủy diệt tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục tăng cường công tác phổ biến các quy định của pháp luật về thủy sản đặc biệt là trong vấn đề khai thác thủy sản hậu quả của việc thực hiện hành vi sử dụng chất hóa chất cấm chất độc chất nổ sung điện dòng điện phương pháp phương tiện ngư cụ khai thác có tính hủy diệt tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản của trung ương và địa phương như Luật Thủy sản năm 2017, chỉ thị số 01/1998 ngày 2 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị số 19 ngày 30 tháng 7 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chỉ thị số 01 1998 ngày 2 tháng 1 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong thời gian tới. Quyết định số 38/2020 ngày 17 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn, nghề ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chỉ thị số 09 ngày 2 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắc, huy động và khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, bố trí nguồn lực, nhân lực, vật lực đầy đủ để các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, tăng cường công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát tại các thủy vực để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tăng cường công tác tuần tra kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm sản xuất, tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép, sử dụng chất hóa chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác thác có tính hủy diệt tận diệt để khai thác nguồn lợi thủy sản.